Vâng, em Việt xin gửi lời chào tới toàn thể quý anh chị khách hàng cùng quay trở lại với buổi giới thiệu xe ngày hôm nay của kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng từ xe chất với hotline tư vấn là 0968228889. Vâng, em nay em sẽ mang tới cho các bác một trong những cái mẫu xe hạng C đẹp nhất trong phân khúc, và đặc biệt nó còn được mệnh danh là ông vua của công nghệ, đến từ thương hiệu Kia của Hàn Quốc. Thì trước mặt quý anh chị đây là một mẫu Kia Cerato phiên bản Full 2.0 Premium được sản xuất năm 2020. Xe duy nhất một chủ từ đầu biển Hải Dương lăn bánh chuẩn 3,5 vạn. Mà không những vậy, chủ nhân cũ còn nâng cấp lên cho các bác ít nhất là 30 triệu tiền đồ. Một cái màn hình Android ZTEC xịn sò, đi kèm với đó là cam 360 độ vòng quanh xe, loa trầm, cảm biến áp suất lốp. Bằng tất cả những tính năng trên cũng đã tốn của chủ nhân cũ rất là nhiều tiền. Và cả một cái dàn lốp mít thể thao vừa mới được thay xong. Và các anh chị ta mua về con này đảm bảo với các bác là chúng ta chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi. Với phiên bản Full 2.0 thì chúng ta thứ nhất là có đầy đủ công nghệ, thứ hai là chúng ta sẽ có một chiếc xe mang lại cảm giác lái cực kỳ mạnh mẽ. Và ngày hôm nay thì với một chiếc xe hạng C thiết kế nó quá đẹp, vâng, dành cho những anh chị nào quan tâm, em Việt đang chào bán cho em nó với số tiền chỉ có là 565 triệu. Còn thương lượng cho bác nào thiện chí thì nhấc máy trực tiếp ngay bây giờ alo cho em. Vậy thì chi tiết chất lượng chiếc xe ra sao, ngay bây giờ xin mời các bác hãy cùng em chúng ta dành ít phút để đi theo dõi chi tiết về chiếc Kia Cerato 2020 này các bác nhé. Đầu tiên thì có thể nói là ở cái thế hệ này thì chiếc Kia Cerato với form dáng thiết kế được rất là nhiều người yêu mến hơn là so với cả thế hệ K3 mới bây giờ. Và phần đầu xe phải nói là thiết kế rất góc cạnh và thể thao. Với hệ thống đèn pha thì các bác có thể thấy giúp em nhé. Xe duy nhất một chủ từ đầu mới lăn bánh được có hơn 3 vạn thì phải nói là còn quá mới. 4 đèn LED định vị ban ngày xung quanh hệ thống đèn bi projector, nó giống như ở trên trước những chiếc xe Porsche thể thao của Đức vậy. Hệ thống đèn xi nhan thì nó ở phía dưới đây. Và đèn gầm là đèn bi cầu thủy tinh. Xe được trang bị cảm biến cảnh báo va chạm phía trước, mặt ca lăng hình mũi hổ đặc trưng. Và các bác có thể thấy là phiên bản Full 2.0 thì chúng ta có những cái đường chi tiết nhựa và phần khe tản gió phía dưới. Đấy, tạo cái điểm nhấn làm cho chiếc xe phần đầu trông thật sự là thể thao và hầm hố góc cạnh, đúng không ạ? Sơ si chủ xe zin nguyên bản còn hơn 90%. Bao zin toàn tập cho các bác từng nguồn ốc anh chị nhá. La răng phay 5 chấu kép hình ngôi sao cực kỳ mạnh mẽ. Và các bác thấy là xe Hải Dương này, đi ít nên là kể cả cụm phanh bên trong theo thời gian vẫn còn trắng tinh. Và chủ nhân cũ thì không phải là đi mòn lốp, mà đây là không thích lốp cũ, chuyển sang lốp mít cho êm ái hơn. Đấy, nên là vừa mới thay cho các anh chị cả dàn lốp mít mới tinh xong các bác nhá. Gai còn rất là dày. Xe được tích hợp xi nhan, tích hợp trên gương, đăng kiểm còn đến tháng 2 năm 2024. Tay lắm cửa mạ chrome, có cảm biến khóa mở cửa. Và viền chân kính được ốp những chi tiết nẹp chrome, tạo cái điểm nhấn giúp ngoại thất cho xe nó sang xịn hơn. Tổng thể sơn si bên ngoài thì gần như là các bác về không tốn một đồng nào tiền sơn cả. Tất cả đều đang ở trong tình trạng cực kỳ hoàn hảo. Sơn zin nguyên bản gần như là 100% các bác. Và tiếp tục về phần đuôi phía sau, chúng ta có đuôi cánh gió này, hệ thống đèn hậu thiết kế mới được trang bị là full LED, cực kỳ đẹp. Và theo thời gian như các bác có thể thấy là chất lượng của nó vẫn còn tuyệt vời như này. Phía dưới này chúng ta có đèn xi nhan nhé, và cảm biến cảnh báo va chạm phía sau. Lipo thể thao sơn đen tạo cái điểm nhấn cho trước phần đuôi chiếc Kia Cerato 2020. Thực sự là vô cùng đẹp mắt các bạn. Và một mẫu xe hạng C mang trong mình một cái form dáng thiết kế cực kỳ ấn tượng và đang được chào bán với mức giá tiền chỉ có 565 triệu cho chiếc xe này thôi. Vậy thì để có thể tiếp tục thấy được cái độ mới của nó cũng như là những chi tiết mà chủ nhân cũ đã nâng cấp thì xin mời các bác hãy cùng em chúng ta đi vào không gian nội thất bên trong của chiếc Kia Cerato này. Và không chỉ có ngoại thất được thay đổi mà nội thất bên trong của chiếc Kia Cerato sang thế hệ 2020 phải nói là rất tuyệt vời và thể thao. Với bảng tablo tappi được phối giữa hai tông màu đen và đỏ, cực kỳ ấn tượng. Và đây là những chi tiết nhựa bóng piano này, hay lắm cửa mạ chrome. Các anh chị thấy là vẫn còn rất là mới. Sẽ được trang bị một kính auto, gương chỉnh điện và có cặp gương tự động. Và các anh chị nhìn những phím bấm theo thời gian mà nó vẫn còn đẹp như này. Với phiên bản này chúng ta sẽ có ghế lái là ghế chỉnh điện các bác nhá. Nội thất được trang bị ghế da hai màu đỏ đen. Và từ cái chốt khóa cửa cho đến từ con ốc bản lề, các bác có thể thấy độ zin nguyên bản của chiếc xe này. Con này thì bao zin cho các bác một lỗi nhỏ thôi, em Việt hoàn tiền 100% cho các anh chị được chưa ạ. Và năm sản xuất là năm 2020, tất cả từng tem mác các bác nhá, còn đều còn zin nguyên bản như này. Các anh chị mua này về thì thực sự là quá yên tâm rồi. Vô lăng tích hợp tính năng ga tự động cruise control và cũng được thiết kế mới với những chi tiết nhựa bóng tạo cái điểm nhấn cho chiếc xe. Có nghe thoại rảnh tay, đèn auto, cân bằng điện tử chống trơn chống trượt, và xe thì được full lịch sử bảo dưỡng trong hang các bác này. Đấy, mức 3,8 vạn, con này là chạy chuẩn 3,4 vạn, được chưa ạ? Tất cả tình trạng bảo dưỡng lịch sử trong hãng là còn hết để các anh chị có thể là đem đi check. Ngoài ra thì sang được trang bị gương chiếu hậu chống chói chỉnh điện, chân là chân nỉ đen, đấy, cửa sổ trời, được chưa ạ? Và đây khi mà chúng ta ngồi vào trong cái vị trí lái thì các bác sẽ thấy là cụm đồng hồ hiển thị rất là rõ nét nhá.
À, con này có một cái tính năng đó là chủ nhân cũ của ta đã nâng cấp lên cho các bác cái Absolute rồi đây. Cái tính năng này thì nguyên bản của xe không có, mà chủ nhân cũ đã nâng cấp cái tính năng này và lắp thêm thì mất khoảng độ 3,5 triệu rồi. Đấy, và chúng ta rất là tiện lợi đúng không ạ? Các bác có thể theo dõi Absolute đây. À, một cái màn hình Android ZTEC cực kỳ là xịn sò và có tích hợp cam 360 độ này. Đấy, khi anh chúng ta xi nhan hoặc là chúng ta chuyển hướng thì nó sẽ hiển thị lên rất là rõ nét nhá. Rất ok đúng không ạ? Hệ thống điều hòa là hai vùng độc lập. Đấy, có tính năng lọc không khí clean air. Và một điểm đặc biệt là phiên bản full 2.0 thì nó sẽ có thêm sạc không dây ở đây. Anh chị nào sử dụng điện thoại thông minh chúng ta để vào hộp này là nó sẽ tự động sạc trong quá trình di chuyển. Và phía dưới là chúng ta có hai cổng cắm sạc tẩu 12V và cổng cắm USB tai nghe. Đấy, và đây thì anh chị chúng ta thấy là chúng ta có ba chế độ lái này, vô lăng cần số thiết kế mới. Đấy, cảm biến cảnh báo va chạm trước sau. À, và cái chi tiết cửa gió điều hòa thiết kế nó giống như là trên chiếc xe Mẹc vậy. Đấy, cực kỳ ấn tượng và đẹp mắt đúng không ạ? Đấy, vâng, phải nói là nội thất chiếc xe này không có từ gì để chê luôn các bác ơi. Quá mới. Cái chị mua này về chúng ta lợi được ít nhất là cỡ khoảng 30 triệu tiền đồ. Và con này còn được chủ nhân cũ nâng cấp lên cho các bác cả hệ thống loa trầm nhá. Đấy, nên là chất lượng âm thanh nghe rất là phê. Và tiếp tục đi về hàng ghế thứ hai thì các bác có thể thấy là một không gian nội thất cực kỳ rộng này. Đấy, đủ chỗ ít nhất cho ba người lớn mà có rồi cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Và táp lô táp pi cực kỳ sạch đẹp. Đó. Mặt thảm sàn 5D thì chủ nhân cũng làm cho các anh chị rồi. À, dù là một phiên bản full 2.0 nhưng chiếc xe này nó chỉ ăn khoảng 7,17 lít xăng cho 100 km hỗn hợp. Còn đường ngoài đô thị nó chỉ ăn có 5,61 lít xăng thôi. Đấy, vì đây là động cơ 2.0, động cơ mới, không giống như bản động cơ 1.6 là động cơ thế hệ cũ. Và đây phần cốp phía sau thì các anh chị thấy chúng ta sẽ có một không gian cốp cực kỳ là rộng rãi, là đủ chỗ để cho các bác chúng ta mang theo nhiều hành lý trong những cái chuyến đi của mình. Đấy, và chủ nhân cũng rất cẩn thận khi mà có những tấm nhựa để bảo vệ. Và phía dưới này thì chúng ta có đồ đạc kích thay thế, lốp dự phòng này, tất cả còn zin nguyên bản. Và sassi thì các bác nhìn giúp em. Đấy, vâng, nó vẫn còn đẹp long lanh như này. 2020 cơ mà, đời rất là cao. Đấy, và đây, chi tiết bản tapi cánh cửa bên phía phụ thì em cũng quay cho các bác để các anh chị có thể đánh giá được. Và phía dưới là chúng ta có cục trầm nhá. Đấy, các bác thấy, nghe về, mua về là các bác không phải làm gì hết, chúng ta chỉ có việc trải nghiệm nó thôi. Và tiếp tục là bản tapi cánh cửa bên phía phụ, bên lái, trên lái này. Đấy, tất cả các tình trạng xe còn rất là mới, vâng, rất là mới luôn các bạn. Và để có thể tiếp tục đánh giá chi tiết chất lượng chiếc xe thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng em kiểm tra tới phần động cơ, cỗ máy của chiếc xe này. Vâng, vậy thì đây là khối động cơ 2.0 đến từ chiếc Kia Seato 2020. Và em đang để nổ máy nhá, nhưng mà các bác có thể thấy là tiếng máy nổ rất êm này. Đấy, và con này thì bao zin cho các anh chị từng ra doang dàn cò luôn. Đấy, tất cả tình trạng máy số là nguyên bản từ ụ giảm sóc này. Đấy, hay là capo này. Các bác thấy không một vết vặn. Được chưa ạ? Đấy, nó đẹp đến mức độ như vậy và các bác chỉ cần check ra một lỗi nhỏ thôi. Em Việt hoàn tiền 100% cho các bác để các anh chị chúng ta có thể yên tâm. Và với mẫu xe này nếu mà quý anh chị chúng ta muốn mua trả góp thì bên em hoàn toàn có thể hỗ trợ tối đa cho các anh chị lên tới 70% giá trị xe trên toàn quốc các anh nhá. Đấy, cabo các bác thấy không một vết vặn, tất cả tình trạng phải nói là cực kỳ hoàn hảo cho chiếc xe này, kể cả tấm cách âm cách nhiệt. Vâng, vậy thì chất lượng của chiếc xe mà em Việt đang có tại đây thì các bác cũng đã đánh giá rất được rồi đúng không ạ? Và với mức giá mà em đang chào bán cho em nó là 565 triệu đồng trong ngày hôm nay. À, quý anh chị nào yêu mến và quan tâm hãy trực tiếp đến với showroom của bên em ở 175 đường An Định, thành phố Hải Dương để xem xe, lái thử và cảm nhận chất lượng. Hoặc không thì các bác hãy alo cho em theo hotline 0968228889 để hỗ trợ và tư vấn chi tiết về những thủ tục mua bán với chiếc Kia Seato này được không ạ? Một lần nữa thì cảm ơn các bác đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ. Và hãy cùng bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất có mặt tại kênh YouTube Việt Xế Chất.